Hello cả nhà, mình là Happy Studio đây ạ. Cả nhà cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm khi mình ra video mới nhất nha. Tập 8 của luật sư 1000 won bắt đầu tại văn phòng công tố. Ji-hoon nói với cha mình rằng anh muốn trở thành một công tố viên giống như ông. Anh không biết rằng, chỉ trong một vài phút ngắn ngủi nữa, anh sẽ mất đi người cha yêu quý của mình. Cha anh đã sa lưới vào quỹ bất hợp pháp. Ji-hoon vội vã đến nhà của cha mình để lấy danh sách các quan chức tham nhũng đó. Nhưng người thân nghi ngờ và đổ lỗi cho anh về những gì đã xảy ra với cha mình. Mặc dù anh hứa sẽ đưa những người phải chịu trách nhiệm về cái chết này ra công lý, có vẻ như con đường đến công lý sẽ khá khó khăn để đi tiếp. Nhưng anh quyết tìm ra sự thật bằng bất cứ giá nào. Ở hiện tại, Ye-rin gọi và yêu cầu Ji-hoon đến đón Ma-ji vì cô đã say rượu. Nhưng Ye-rin vẫn tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở. Ji-hoon lao mình vào công việc và cố gắng tìm hiểu điều gì có thể đã xảy ra với cha mình trong khi những người xung quanh bắt đầu có cái nhìn khác về anh. Anh như người mất hồn trong phiên điều trần vì đau khổ trước cái chết của cha anh. Sau đó, Jo-jang cố gắng an ủi Ji-hoon. Nhưng khi biết ông ấy là cha anh, cô bị sốc và thấy có lỗi vì những lời khuyên của mình. Ji-hoon vẫn đơn độc điều tra nhưng bị chặn lại và cản trở bởi những cấp trên của mình. Văn phòng anh bị thu toàn bộ những tài liệu liên quan và bị cấm tiếp tục điều tra. Cuối cùng, Ji-hoon không thể tìm ra ai là người đã nói chuyện với cha mình lần cuối. Tuy nhiên, đây không phải là lý do Ji-hoon rời khỏi văn phòng công tố. Trải qua tất cả những đau lòng và tuyệt vọng, Jo-jang đã ở bên cạnh anh với tất cả khả năng của mình. Cô đã làm cho anh mỉm cười lần thứ ba. Họ đã có cuộc hẹn hò đầu tiên. Hai năm sau, một cuộc chiến nổ ra tại công ty luật Bác. Hyun-mui yêu cầu Jo-jang trở thành đối tác và dẫn đầu công việc điều hành công ty của ông vì nghĩ đó là mong ước của cô. Nhưng Jo-jang đã từ chối và đưa cho ông đơn từ chức của cô và đã thuê văn phòng mà Ji-hoon đang làm việc cho đến ngày hôm nay. Jo-jang yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên và mời Ji-hoon về làm cùng mình. Họ cùng nhau đi sắm những con cá đầu tiên cho văn phòng luật của mình và có vẻ như Ji-hoon đã yêu cô mất rồi. Sau đó, cô hỏi anh liệu anh có thực sự tự do như anh muốn chưa và muốn anh trở lại như lúc xưa. Cô hứa sẽ làm cho anh mỉm cười nhưng cuối cùng anh nhận được cuộc gọi và phải trở về văn phòng công tố. Trong cuộc hẹn ăn tối, Ji-hoon dường như chìm sâu vào trong suy nghĩ của chính mình. Khi cô hỏi về nó, anh thừa nhận rằng anh đã bị cuốn vào quá khứ quá nhiều. Ji-hoon lo sợ rằng nếu anh không thể vượt qua được những cảm xúc đó thì mối quan hệ của họ sẽ ra sao. Cuộc thảo luận dường như dẫn đến một cuộc chia tay. Nhưng Ji-hoon đã cầu hôn Jo-jang ngay lúc đó khiến cô cực kỳ hạnh phúc. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi cô đi lấy giấy phép kinh doanh cho công ty luật của mình. Cô đụng phải một người đàn ông và lấy lộn giấy tờ của anh ta. Khi nhận ra được sự nhầm lẫn này, anh ta ngay lập tức cử người đến lấy lại giấy tờ của mình. Trong khi đó, Jo-jang có được khách hàng đầu tiên của cô, cũng là giám đốc văn phòng tương lai Mu-jang. Cô vui mừng và gọi cho Ji-hoon để thông báo cho anh tin tốt ấy. Nhưng khi cô nhìn thấy tập tài liệu cấm trên tay của mình, cô chạy ra ngoài để gặp Ji-hoon trong khi ai đó đột nhập vào văn phòng của cô để lấy lại tài liệu. Khi cô lên tàu điện ngầm, cô gọi cho anh rằng cô sẽ gặp anh ở nhà ga. Jo-jang tiến đến phía trước thì phát hiện ra người đàn ông che mặt theo sau mình. Tại nhà ga, Ji-hoon cảm thấy bối rối khi không thể tìm thấy Jo-jang, nơi họ định gặp nhau. Anh lên tàu và có một vụ náo loạn phía trước. Khi tiến đến, Ji-hoon nhìn thấy điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Jo-jang đang ngồi bất động trên ghế. Khi anh đến gần, cô xin lỗi anh và ngất đi với cơ thể đầy máu. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng họ cũng không thể cứu cô qua khỏi khiến Ji-hoon đau khổ vì lại mất thêm một người thân thiết nữa. Anh bước ra ngoài với chiếc nhẫn cưới trên tay với quyết tâm tìm ra sự thật. Nghi phạm đâm cô đã ra đầu thú ngay sau khi gây án. Tại văn phòng, Ji-hoon quyết tâm tiếp nhận vụ án này. Tuy nhiên, cuối cùng anh nhận ra rằng đây không phải là kẻ đã thực sự giết vợ chưa cưới của mình. Ma-ji hỏi Ye-jin về vụ giết người của Jo-jang và liệu kẻ sát nhân thực sự có bị bắt hay không. Ji-hoon đã cố hết sức nhưng vẫn không thể bắt được kẻ sát nhân. Ji-hoon rời khỏi văn phòng công tố vì ở đó có quá nhiều tai mắt đổ dồn vào anh để ngăn không cho anh giải quyết vụ giết cha và vợ mình. Trên đường đến văn phòng mới của Jo-jang, Ji-hoon lau đi vết máu và đeo một chiếc kính râm như hiện tại. Tại đó, Ji-hoon ngập tràn cảm xúc khi mất đi người duy nhất sát cánh bên anh. Mu-jang lúc này cũng đến văn phòng để nói chuyện với Jo-jang và Ji-hoon sẽ giải quyết vụ án của anh thay cho cô với giá 1000 won. Ở hiện tại, Ma-ji khóc nức nở và say xỉn vì câu chuyện cảm động của Ji-hoon. Ye-rin lập tức trốn tránh trách nhiệm và giao Mari cho Ji-hoon. Ma-ji nhìn anh với vẻ đồng cảm và định nói cái gì đó nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khiến Ji-hoon không biết nói gì. Ngày hôm sau, chiếc xe tải của Mu-jang đột ngột bị chết máy trên đường. Khi đến văn phòng, anh đang xem quảng cáo về xe ô tô cũ với giá hời nhưng Ma-ji cảnh báo rằng có thể đó là lừa đảo. Khi Ji-hoon vào văn phòng, Mari quan tâm anh một cách kỳ lạ khiến anh không thể nào yên tâm được. Ở một nơi khác, Mu-jang đi mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng và cố gắng mặc quần áo thợ xe để tránh bị lừa đảo. Nhưng chỉ sau vài câu chuyện và lái thử xe vài vòng, anh đã bị lừa hoàn toàn mà vẫn nghĩ những người đó là thiên thần giúp mình và ký hợp đồng mua xe ngay sau khi được tư vấn.
Thế nhưng chiếc xe lại bị hỏng ngay lần đầu tiên sử dụng. Tại văn phòng công tố, Earing cùng mọi người đang điều tra về tổ chức chúng lừa đảo xe cũ và cố hạ gục được chúng. Trở lại văn phòng, Ji-hun đã cảm thấy sự tử tế quá mức của Marie và hỏi cô chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Sau đó, anh nghĩ rằng cô đang cố lấy sự ưu ái của anh để có thể tiếp tục làm việc tại đây vì không còn nơi nào để đi. Thật không may cho Mu-jang, anh yêu cầu hoàn lại tiền nhưng không nhận được gì ngoài sự đe dọa đến tính mạng của anh. Giờ đây, đau lòng trước những mất mát mà mình phải gánh chịu, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ lại hạnh phúc gia đình mình. Sáng hôm sau, Ji-hun lo lắng vì Mu-jang không đi làm. Anh đến gặp Mu-jang và biết chuyện. Cả ba người đã lên kế hoạch để Mu-jang lấy lại được tiền. Ji-hun đến gặp những người đó và hỏi mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, anh nhất quyết mua chiếc xe mà họ cho anh lái thử. Sau khi không thuyết phục được anh bằng cách khác, anh ta nhanh chóng chạy trốn và bị Ji-hun đuổi theo. Cuối cùng, Ma-ji tóm được anh ta sau khi chạy bằng giày cao gót và ném giày của Ji-hun trúng đầu khiến anh ta bất tỉnh. Cuối cùng, họ bắt được bọn chúng và Ji-hun đưa ra một kế hoạch khác để bắt giữ tên trùm của toàn bộ hoạt động lừa đảo này. Anh muốn trả tiền cho tất cả mọi người đã bị lừa và Mu-jang là một trong số đó. Nhờ sự nhanh nhạy của Marie trước mặt ông chủ, họ đã nhận được công việc tại văn phòng. Sau đó, Ji-hun bắt đầu điều tra hoạt động kinh doanh của nó. Ji-hun nghe lén được cuộc trò chuyện của ông chủ với một số kẻ mờ ám và biết được rằng đây là một tổ chức với quy mô rất lớn nhưng đang bị cơ quan công tố điều tra. Đang nghe thì bị tên bảo vệ bắt gặp nhưng may mắn anh đã thoát khỏi và không bị nghi ngờ. Rất nhiều người trẻ muốn làm giàu đã vào đây làm việc chăm chỉ quên hết lương tâm mình và cũng không sợ bị bắt. Yerin không có tiến triển gì trong việc điều tra vụ này. Vì việc bán một chiếc ô tô 10 năm tuổi với giá bằng một chiếc xe mới là không phạm pháp. Và bên công tố cũng chưa có bằng chứng nào để có thể bắt được bọn họ. Dù thế nào đi chăng nữa, nhóm của Ji-hun cũng thu được một vài kết quả tích cực. Đây là một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp và có quan chức tham ô bảo kê. Mu-jang hoảng hốt chỉ muốn lấy lại tiền và rút lui chứ không muốn liên quan đến vụ án này nữa. Nhưng Ji-hun vẫn quyết định theo đến cùng vụ án này và sẽ hợp tác với bên công tố. Ngày hôm sau, Ji-hun chấp nhận thử thách chốt đơn lừa đảo đầu tiên của mình và hứa sẽ bán chiếc xe đó thật đắt tiền. Thật không may cho anh, khi ra khỏi văn phòng, anh bắt gặp Min-hyeok, người muốn mua chiếc xe hơi đó. Anh dễ dàng đánh lừa Min-hyeok và gây ấn tượng với ông chủ. Min-hyeok có ý định mua chiếc xe này sau khi đi thử. Nhưng Ji-hun lại dùng chiêu lừa đảo cũ mà anh đã được dạy và đánh lừa được Min-hyeok. Với chiếc xe mới này, Min-hyeok vui sướng đi về. Ji-hun giao tiền cho sếp của mình và nhận được lời khen của anh ta. Khi đến chỗ Erin, Min-hyeok kể về việc Ji-hun đang vất vả với công việc phụ của mình như thế nào. Nhưng hóa ra Ji-hun đã gọi cho Erin về kế hoạch vào đêm hôm trước và đã gắn thiết bị theo dõi vào số tiền đó. Nhờ nỗ lực chung, các công tố viên có thể theo dõi số tiền đang đi đến một bãi đậu xe ngầm. Trong đó, Min-hyeok ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi mọi người đã bảo anh đã hoàn thành tốt một nhiệm vụ gì đó trong việc truy tìm kẻ xấu. Họ theo dấu vết đến hầm xe nhưng đội dự phòng mãi vẫn chưa đến. Min-hyeok khởi động chân tay trước khi hành động nhưng nhận ra số lượng bên mình quá ít nên lại phải ngoan ngoãn chui vào xe. Marie và Mu-jang đang khóa cửa để chặn con đường phía trên để chúng không thể bỏ trốn. Khi các ông chủ tụ tập để đổi tiền thì được thông báo cảnh sát đến, họ hốt hoảng chạy trốn thì bị Ji-hun chặn đường và ngăn cản. Anh trả vờ là người mua phải xe đều vì bị lừa đảo bởi những kẻ xấu. Anh cố thủ trong xe thì Min-hyeok lao vào giải cứu nhưng khi quay lại, anh ta không nhìn thấy Ji-hun ở đâu cả. Mặt khác, tên chủ tịch cố gắng ra khỏi tòa nhà bằng con đường khác nhưng ông ta đã bị Erin chặn đầu vây bắt. Khi vụ án kết thúc tốt đẹp và tiền của Mu-jang đã trở về, ba đồng nghiệp cùng nhau đi ăn mừng thì trong khi đêm đó, một người đàn ông đến gặp một tên đồ đen ở một nơi vắng vẻ. Tên đồ đen tiêm thứ gì đó nguy hiểm cho anh ta rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, kẻ đã tấn công người đàn ông đêm trước đến văn phòng của Ji-hun và hóa ra đó là một người mà Ji-hun biết khá kỹ lưỡng. Anh siết tay khi nhìn thấy anh ta. Tập 9 đến đây là kết thúc, liệu diễn biến các tập tiếp theo như thế nào? Cùng Happy Studio tiếp tục theo dõi nha. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành và may mắn. Tạm biệt.